Xe chở khách đi đám cưới gặp nạn khiến nhiều người tử vong. Xác định người chịu trách nhiệm vụ sập cửa hàng sơ cổ cây khiến nữ sinh tử vong. Tấn công gãy mũi người vay nợ, nghi phạm trốn truy nã bị bắt. Triệu tập người đàn ông bênh ma men, xúc phạm cảnh sát 141. Truy tố chủ khách sạn Hamilton gần nơi xảy ra thảm họa Itaewon. Thì kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đầu xuân năm mới, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng rất cao, nhất là những ngày này khi mà nhiều người đi du xuân cưới hỏi hay là quay trở lại các thành phố lớn để làm việc. Mới đây, một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, khiến 18 người thương vong. Đáng chú ý hơn, những người có mặt trên xe đang trên đường đi dự đám cưới. Trưa 28 tháng 1, ông Vì A Xanh, Chủ tịch UBND xã Com Mạ xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày tại đường tỉnh 108 thuộc địa phận Bản Nong Vai, xã Com Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Theo thông tin ban đầu, xe khách 29 chỗ biển kiểm soát 29B 51070 đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 108 hướng từ thị trấn Thuận Châu, xã Trường Phung, huyện Sông Mã cùng tỉnh Sơn La để dự đám cưới. Khi đến ngã ba Nong Vai thuộc bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, lúc này xe đang xuống dốc thì bất ngờ bị tai nạn. Xe khách đã lật nhiều vòng ở độ cao khoảng 20 mét từ đoạn cua qua ta lui âm xuống mặt đường gấp khúc ở dưới. Bước đầu xác định 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 7 người bị thương nặng, chiếc xe hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành cứu hộ cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu. Anh Vi A Cải, người dân bản Nong Vai chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một vụ tai nạn kinh hoàng như này. Đoạn đường từ ngã Ba Rẽ đi xã Co Mạ và xuống bản Nong Vai cực sâu, dốc cao, mọi phương tiện đi qua đây cần về số thấp và đi chậm để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Chứng kiến hình ảnh chiếc xe mang chữ hỉ bẹp rúm, các ô cửa kính vỡ nát tại hiện trường khiến nhiều người không khỏi dùng mình khiếp sợ hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ và những thông tin về vụ tai nạn này tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo Thưa quý vị, tình hình tai nạn giao thông cả nước trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022, một phần là kết quả đạt được của việc đồng loạt tăng cường kiểm soát nồng độ cồn. Tuy nhiên vì mức phạt cho hành vi này đã được tăng lên khá cao nên nhiều người vi phạm đã có những hành vi chống đối. Mới đây trên địa bàn Hà Nội, khi một tài xế bị kiểm tra nồng độ cồn, bỗng nhiên người đàn ông tự nhận là chú của tài xế liên tục lăng mạ, xúc phạm cảnh sát giao thông. Ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã làm rõ và triệu tập ông NDN, sinh năm 1963 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tới làm việc làm rõ hành vi lăng mạ, trừ bới cán bộ tổ công tác 141 Công an thành phố làm nhiệm vụ hai ngày Tết Nguyên đán vừa qua. Trước đó khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 1, tối mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tổ công tác y 141 công an thành phố làm nhiệm vụ trên phố Phan Đình Phùng đã dừng ô tô do tài xế N, sinh năm 1983 ở quận Hoàn Kiếm Hà Nội cầm lái. Sau hơn một giờ chống đối với lời lẽ và cử chỉ thiếu kiểm chế, nam tài xế mới chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Mức vi phạm được ghi nhận là 0,394 mg trên lít khí thở. Đáng chú ý trong quá trình tổ công tác 141 thực thi nhiệm vụ, một người đàn ông khác cũng tiến về chốt đo nồng độ cồn và tự nhận là chú của tài xế NTT. Sau khi xin bỏ qua vi phạm không được, ông N dùng lời lẽ thô tục chửi lớn vào khu vực chốt kiểm soát, buộc lực lượng chức năng phải dùng biện pháp đưa người này ra khỏi khu vực kiểm tra. Bị triệu tập lên công an phường Quán Thánh, ông NDN khai nhận hôm đó đã sử dụng rượu bia và trong tình trạng say xỉn. Khi thấy tài xế NTT bị xử phạt, ông N lao về phía chốt kiểm soát, dùng lời lẽ thô tục lăng mạ. Nhưng khi làm việc với cơ quan công an, ông N cho rằng không có ý định xúc phạm cá nhân cụ thể nào phía trong chốt 141. Công an quận Ba Đình đang điều tra củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý ông NDN theo quy định. Thời điểm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lưu lượng tham gia giao thông tại các thành phố lớn tăng đáng kể. Hàng nghìn người từ các tỉnh miền Tây quay lại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương làm việc, khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 1 kẹt cứng. Đặc biệt khu vực cầu Mỹ Thuận phía thành phố Vinh xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng và kéo dài nhiều giờ liền. Các phương tiện tham gia giao thông ùn ứ mỗi lúc một nhiều. Người trẻ từ các tỉnh thành miền Tây trở lại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai làm việc tăng cao dẫn đến phương tiện ùn tắc kéo dài nhiều km trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Vĩnh Long đi Tiền Giang. Nhiều đoạn kẹt cứng, các phương tiện phải nhích từng chút một. Tại khu vực cầu Mỹ Thuận, địa phận Vĩnh Long, lượng xe tăng đột biến từ sáng, dòng xe di chuyển chậm, kẹt cục bộ khoảng 3 km trên quốc lộ 1, từng dòng xe máy, ô tô, xe khách nối đuôi nhau nhích qua cầu Mỹ Thuận giữa trời nắng oi bức, khói bụi của phương tiện giao thông, Nguyễn Ngọc Minh Khôi, 24 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đang làm việc tại khu chế xuất Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Một tiếng trôi qua, mình chưa qua được cầu Mỹ Thuận để đi theo quốc lộ 1A trở lại thành phố. Khi đi xe máy, mình tránh được thời gian chờ đợi vật vã tại bến xe, chứ không thể thoát cảnh kẹt xe trên quốc lộ. Mình thấy một số người đi xe gắn máy phải chạy lên lề nhưng cũng không thể thoát được tình cảnh kẹt cứng, đường trở lại thành phố Hồ Chí Minh gian nan quá trong dòng người đông đúc di chuyển trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, Lê Thị Thủy, sinh viên trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh nói: "Mình đi từ nhà ở thành phố Cần Thơ lúc 5 giờ sáng, khi di chuyển đến gần chân cầu Mỹ Thuận, lượng xe đông đúc phải nhích từng chút một, thời tiết vừa nóng vừa kẹt xe khiến mình mệt lả người. Mình hy vọng cầu Mỹ Thuận 2 sớm hoàn thành để giảm tình trạng kẹt xe vào dịp Tết." Chị Kiều 42 tuổi quê xã Bình Minh Vĩnh Long chở con nhỏ quay lại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để làm việc và đi học vào sáng thứ hai chia sẻ. Dù còn một ngày nghỉ nữa nhưng tôi vẫn quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh sớm vì sợ ngày mai đông kẻ xe. Sau hôm nay mọi người đi rất đông, tôi chôn chân tại khu vực cầu Mỹ Thuận gần 1 giờ rồi. Trên hành trình trở lại các tỉnh miền Đông, dưới thời tiết nắng nóng oi bức, nhiều người mệt mỏi tắt vào lề dọc quốc lộ 1 tạm nghỉ uống nước lấy lại sức. Theo lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Vĩnh Long, tình trạng ùn ứ kéo dài sang Vĩnh Long là do phương tiện ùn ứ chờ vào cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở phía huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, do một xe container gặp sự cố chết máy trên cầu Mỹ Thuận phía bờ Vĩnh Long cũng gây ách tắc giao thông qua khu vực. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang đang phối hợp khắc phục sự cố trên. Thưa quý vị, vụ tai nạn sập nhà xảy ra tại cửa hàng Sơ K, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 Tết âm lịch vừa qua đã khiến một nữ sinh tử vong. Ai đấy khi chứng kiến đều không khỏi bàng hoàng so xa. Tại các thành phố lớn, nhiều cửa hàng tiện lợi tương tự cũng được thuê từ nhà, chung cư của nhiều hộ dân để kinh doanh, nhưng không xây lại kiên cố mà vẫn giữ nguyên hiện trạng của căn nhà cho thuê. Sau vụ tai nạn này, dư luận đưa ra thắc mắc rằng ai sẽ chịu trách nhiệm trong vụ việc dưới các độ pháp lý, một luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là vụ tai nạn thương tâm khiến một học sinh tử vong. vì thế cơ quan chức năng sẽ xác minh, điều tra nguyên nhân để làm căn cứ giải quyết theo luật định. trường hợp kết quả xác minh có lỗi dẫn đến hậu quả tai nạn có người tử vong, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra và xử lý với người vi phạm theo quy định pháp luật. Luật sư cho biết điều 605 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Theo đó, các đối tượng là chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác. Tùy thuộc quá trình chuyển giao sở hữu thì cả chủ sở hữu hay người được giao quản lý sử dụng phải có trách nhiệm đối với nhà ở mà mình đang sử dụng. Ngoài ra, khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đối bồi thường. Tuy nhiên, Bộ Luật Dân sự hiện hành không xác định thứ tự chịu trách nhiệm của chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng tài sản. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xác định chủ thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có thiệt hại xảy ra. Luật sư phân tích, vụ việc sáng ngày 18 tháng 10 bên phía cơ quan công an có xác định điều tra ban đầu dẫn đến trần nhà cửa hàng sơ cầu cây bị sập là do công trình đã xuống cấp. Các giá đỡ trên gác không được chắc chắn mà phía cửa hàng lại làm kho chứa đồ với hàng tá hàng hóa dự trữ dẫn đến quá tải. Từ dữ kiện trên cho thấy trong trường hợp nhà cửa công trình khác gây thiệt hại mà có lỗi của người quản lý thì phải xem xét trong thời gian đó chủ thể nào có nghĩa vụ quản lý, nghĩa vụ kiểm tra tình trạng khắc phục hư hỏng thì ở đây chính là quản lý của cửa hàng sơ cổ cây. Nếu chủ sở hữu là người trực tiếp quản lý sử dụng thì chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại nếu do người khác chiếm hữu sử dụng và họ không thực hiện tốt nghĩa vụ quản lý thì họ phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp khác, khi công trình đã đến giai đoạn xuống cấp mà bên cho thuê không thông báo giải thích và có yêu cầu sửa chữa công trình nhà ở trước đó với bên sơ cổ cây thì khi xảy ra thiệt hại cũng có một phần trách nhiệm. Theo điều 548 Bộ luật dân sự 2015, nếu việc sập nhà được xem là sự kiện bất khả kháng thì bên chủ sở hữu hai bên được giao quản lý không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm không được quy định tại điều 605 mà được quy định chung trong điều 584 cho tất cả các trách nhiệm. Theo đó chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ được loại trừ trách nhiệm bồi thường trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Khoản 2, điều 584. Theo quy định trên thì vẫn cần phải có kết luận chính thức của cơ quan điều tra để biết được nguyên nhân chính dẫn đến vụ sập nhà quận 4 trong trường hợp mà do lỗi hoàn toàn của nhà ở khi phát sinh một sự kiện nào khác mà dẫn đến sập nhà thì được xem là sự kiện bất khả kháng thì bên chủ sở hữu hai bên được giao quản lý không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Ngoài ra nếu khách hàng tại cửa hàng Circle K mà có hành vi phá hoại dẫn đến sự cố công trình sập trần nhà được cơ quan điều tra xác định lỗi hoàn toàn thuộc về khách hàng gây ra thì cũng không cần phải bồi thường. Như vậy tùy thuộc vào tình hình, kết luận điều tra sang minh vụ việc mới có thể biết trách nhiệm bồi thường thuộc về ai. Tuy nhiên trước mắt bên phía cửa hàng sơ cổ cây sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường hỗ trợ trước cho các nạn nhân bị thiệt hại. Thưa quý vị, cách đây hơn một tháng, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra một vụ bắt cóc con nợ để tấn công gây thương tích. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn và ở nhiều tỉnh phía Nam. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nơi ẩn náu của đối tượng và tìm mọi cách thuyết phục ra đầu thú. Ngày 28 tháng 1, Công an quận Cầm Lệ Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận nghi phạm bị truy nã Ngô Minh Tú, 41 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam, khi Tú đến Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú. Cụ thể, chiều ngày 7 tháng 1 năm 2022, anh LNZ, 29 tuổi, chú quận ngũ Hành Sơn, đang ngồi tại quán cà phê trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây, quận Cầm Lệ, bị Ngô Minh Tú cùng 4 người khác đến uy hiếp. Trước đó, anh Dê mượn 70 triệu đồng của Tú nhưng chưa trả. Lúc này, nhóm của Tú tác động vật lý rồi khống chế, ép anh Dê lên ô tô định đưa về một căn nhà ở huyện Hòa Vang. Tuy nhiên trên đường đi, anh Dê bị chảy máu, liên tục kêu cứu nên cả nhóm thống nhất thả nạn nhân vào trung tâm y tế huyện Hòa Vang tự đi cấp cứu và gọi người nhà trở về. Qua giám định, anh Duy thương tích 7%. Sau khi gây án, Tú bỏ trốn và ở nhiều tỉnh phía Nam, khi công an phát hiện Tú đang lẩn trốn ở Đồng Nai, đã tìm mọi cách vận động nghi phạm ra đầu thú. Ngày 26 tháng 1 năm 2023, Tú đến cơ quan công an tỉnh Quảng Nam đầu thú và được công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận di lý về để điều tra, xử lý theo quy định. Vừa qua trên biển Đà Nẵng xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, hai tàu cá mang số hiệu Quảng Ngãi neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy tối 27 tháng 1, mùng 6 Tết Quý Mão, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, may mắn trên tàu không có người. Ngày 28 tháng 1, UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà Đà Nẵng cho biết hai tàu cá đang neo đậu ở Âu Thuyền Thọ Quang bất ngờ bốc cháy trong đêm. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 1, mùng 6 Tết, người dân phát hiện hai tàu cá mang số hiệu QNG 98831 và QNG 92808 đang neo đậu tại Âu Thuyền Thọ Quang, phường Nại Hiên Đông bốc cháy dữ dội. Vì tàu cá neo đậu cách xa bờ nên người dân không thể tiếp cận dập lửa. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã điều động cano và xuồng gắn bơm cao áp cùng 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thành phố Đà Nẵng và các lực lượng chữa cháy tại chỗ của Âu thuyền Thọ Quang, người dân và ngư dân các tàu cá dập lửa. Lực lượng chức năng tiếp cận nhiều hướng để dập lửa, tránh cháy lan sang các tàu cá xung quanh. Lúc này, thời tiết tại Đà Nẵng có mưa lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 2 giờ ngọn lửa được dập tắt, hậu quả hai tàu cá bị thiêu dụi nhiều tài sản một tàu cá khác neo đậu bên cạnh bị cháy xém may mắn trên tàu không có người nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng điều tra cháy nổ luôn là mối hiểm họa và thường để lại hậu quả nặng nề về cả tính mạng và tài sản do đó để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra đòi hỏi ý thức trách nhiệm của từng người từng gia đình và doanh nghiệp Thưa quý vị, có 2 tháng trôi qua kể từ khi thảm kịch kinh hoàng xảy ra trên con phố Itaewon khiến nhiều người vừa tỏ ra đau lòng nhưng cũng bức xúc trước sự việc đau lòng ấy. Theo thông tin mới nhất, các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố chủ khách sạn liên kề nơi xảy ra thảm kịch dẫm đạp trong lễ hội Halloween. Các công tố viên cho biết có cáo buộc rằng khách sạn Hamilton tại khu phố Itaewon có cấu trúc mở rộng trái phép khi khu vực vốn đã chật hẹp càng trở nên chật hẹp hơn. Chủ khách sạn là một người đàn ông 76 tuổi, họ Lee, bị truy tố với cáo buộc xây dựng các công trình trái phép gần tòa nhà chính của khách sạn và chiếm dụng trái phép một con đường liền kề, vi phạm luật xây dựng và luật đường bộ. Đến nay, 17 quan chức và tổ chức đã bị truy tố vì liên quan thảm kịch. Trước đó, ngày 13 tháng 1, cơ quan Hàn Quốc đưa ra kết luận về nguyên nhân gây ra vụ dẫm đạp kinh hoàng trong lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul cuối tháng 10 năm ngoái, sau khi hoàn tất cuộc điều tra kéo dài một tháng về thảm kịch là 159 người thiệt mạng này ông son jehan người đứng đầu nhóm điều tra cho biết việc thiếu chuẩn bị và phản ứng không thích đáng là nguyên nhân chính gây ra vụ dẫm đạt nói trên ông nhấn mạnh việc đánh giá sai tình hình sự chậm trễ trong việc chia sẻ thông tin và thiếu hợp tác giữa các cơ quan liên quan khiến số người thương vong cao theo ông john chính quyền trong đó có cảnh sát đã không áp dụng các biện pháp an toàn cho dù nguy cơ mất an toàn cao khi các đám đông tập trung và sau đó không áp dụng các biện pháp thích đáng sau khi nhận được những cuộc gọi kêu cứu Nhóm điều tra chuyển hồ sơ của hai ba người, trong đó có người đứng đầu sở cảnh sát thủ đô Seoul sang cơ quan công tố. Ông Lee Yong Chun, người đứng đầu nhóm đại diện cho các gia đình có người bị thiệt mạng trong thảm họa trên tuyên bố. Chúng tôi có nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Chúng tôi đến đây để đưa ra tuyên bố đại diện cho các nạn nhân với hy vọng về một cuộc điều tra mở rộng tốt hơn. Ngày 29 tháng 10 năm 2022, tại một con hẻm dọc theo bức tường bên ngoài của khách sạn nói trên, một vụ dẫm đạp xảy ra khiến hơn 150 người tử vong. Tuy nhiên lễ hội nhanh chóng trở thành thảm họa sau khi đám đông đổ dồn với con hẻm gần dốc khách sạn Hamilton khiến nhiều người ngạt thở vì chen lấn và dẫm đạp. Đây là thảm kịch khiến nhiều người tử vong vì bị dẫm đạp nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Và thưa quý vị, cuối bản tin sẽ là tin tức về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chìm trong rét đậm rét hại. Khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào. Tây Nguyên Nam Bộ ngày nắng, từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 2 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có rồng. Sáng sớm 29 tháng 1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An không mưa, chưa chiều trời nắng, trời rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, Khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Dự định hình thế thời tiết từ đêm 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2. Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 29 đến 30 tháng 1 ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 2 đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời rét. Khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 2 có mưa, mưa rào rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vài nơi, riêng từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 2, khả năng mưa rào rải rác có nơi có rồng. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 8 đến 11 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 đến 15 độ. Ngày và đêm 28 tháng 1, khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Từ 28 đến 30 tháng 1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Những thông tin thời tiết vừa rồi kết thúc bản tin của chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.